chị công chúa ơi, xuống đây nhanh lên, sắp tới nơi rồi nè. Lẹ lên, lẹ lên. Dạ thưa công chúa tiên cá, lẹ lên chị ơi, bơi sải, bơi ngửa, bơi ớt gì đó. Ra đây coi cơ ngơi hoành tráng của tụi em nè. Lẹ lắm chị, trời ơi. Trời nè, để em nói chị nghe nha. Chị á, mà có chân người á, là hoàng tử chết mê, chết mệt chị luôn á. Bởi vậy ta nói, không có đâu bằng chủ nhân của mình hết ha. Muốn cái gì có cái đó, muốn cẳng có cẳng, muốn cái tay ngón chân mà biến cho 70-80 cái như con rết á. Mình nhìn, cà lết nè, nó nhanh, không được nữa. Dạ thưa công chúa tiên cá, ngày mai là sinh nhật của chị rõ hả? Ngày mai á, hoàng tử mà gặp chị có đôi chân rồi á, là hoàng tử vui lắm á. Vui lắm luôn á. Hoàng tử cười rất cục mức, vị giòn tan khó cưỡng. Cười ra cục mức ra xa 2000 mét. Cười môi chúm chím, cười chạy té té. Chị công chúa, nè, để em chị cách của hoàng tử nha. Chị nhìn thẳng cho hoàng tử vậy nè, rồi chị nói với em vậy á. Nhìn quá thích cậu rồi, phải làm sao, phải làm sao. Cậu xem vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao. Đó, làm vậy đó, là hoàng tử mê chị luôn. Không biết nữa, không có nhớ. Mày chê nhà mày kỳ quá. Hai con nương lẹo nãy giờ ta thấy ô về lắm rồi đó. Hai đứa bay lướt tép tép quá 180 phút một ngày hả? Mà tát tép là cái gì vậy chú Nhân? Nó không biết kìa. Ô là trời, vậy mà cũng không biết. Ở trên bờ, người ta kêu là táp táp á. Thì mình dưới biển, mình kêu là tép. Là con tép con tôm á. Có vậy mà cũng không biết cái đồ tình. Mấy đứa dạ. Bên kia đi. Sao đây cô bé? Nghe nói cô cần chân à? Chân bò, chân dê hay là chân gà xả tắc? Ủa? Gì hả? Trời ơi, thì ta đùa tí thôi mà. Làm gì căng dữ vậy? Đùa. Thì ra cô bé ở đây muốn một đôi chân của con người, phải vậy không? Dạ. Sao bà biết? Thì á, hôm qua ta nằm chiêm bao á, ta thấy vũ trụ gửi thông điệp đến cho ta. Ủa? Ở dưới biển mà cũng nghe được vũ trụ đó trời. Nó nhiều quá rồi đó nha. Yeah. Dạ, thưa bà, tôi muốn có một đôi chân của con người. Tưởng gì, chuyện đó ta làm riết. Nè, hỏi hai con lương coi. Mới hôm bữa nhỏ kia nó xuống đây nó xin ta cặp giò. Trời đất ơi, ta biết cho nó cặp giò 7,5 mét. Nó đi thi hoa hậu, nó còn đăng quang nữa mà. Bởi vậy, cô bé tới đây là đã tới đúng nơi đúng chỗ rồi. Chị còn châm chơi chi nữa, mau mau quyết định đi. Dạ, nhưng mà... Nhưng như gì, chỉ có một cách duy nhất để người đạt được ước muốn, đó chính là trở thành con người. Bà làm được điều đó sao? Ôi cô bé tội nghiệp. Đó là công việc của ta mà, là giúp đỡ những linh hồn không có ai để nương tựa. Đôi khi đôi lúc trước ta xấu xa là độc ác. Họ truyền tai nhau sau lưng nói ta mù phù thủy. Giờ thì sao cô thấy đây này? Ta khác với lúc trước này. Đã ăn năn được hồi ca sẽ truyền mọi thứ thế. Và mai thấy trong tay ta vốn có một chút ma thuật. Một tài năng hay ho chỉ mỗi riêng ta mà thôi. Và cô bé này chết mọi người, ta dùng đi giúp mọi người. Nhưng ai không may vô tư suy sụp ngoài kia thảm hại ghê. Ôi được sáng thức ban cho đớn đau muốn ta. Một người mong thân xác ngọc ngà, còn anh cứ mong có được cô ta. Ta có tình giúp không? Ơn đẹp chứ. Ôi ngân sát thương tan cho, thật đáng thương. Ôi đúng
lần không đi holiday thì không thể cho nó nghe ra. Và thôi ta hứa với hóa chưa lần cho ta. Rồi thì cũng có nhiều phản nàn, nhưng sau tất cả là ta giúp chúng mấy mà. Phải vậy không, nhưng sát hơn tâm cho. Ta có một câu thần chú có thể biến cô bé trở thành người trong vòng 3 ngày. Nhưng mà kèm theo đó có một vài quy định nhỏ cho đúng luật lệ thôi mà. Trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ 3, cô phải có được một nụ hôn của chàng hoàng tử. Nhưng không phải là một nụ hôn tầm thường, mà là một nụ hôn của tình yêu đích thực. Nếu như mà cô làm được, cô sẽ trở thành con người vĩnh viễn. Còn nếu tôi không làm được thì sao? Thì nó quá xa đâu cô bé, tôi thề luôn á. Nếu như mà cô lỡ mà không làm được á, thì cô sẽ biến trở lại thành một con tiên cá bé nhỏ và thuộc về ta. Vậy chúng ta mau đi ký hợp đồng đi chứ nhỉ? Nhưng mà nếu tôi trở thành con người thì làm sao tôi có thể gặp được cha và các chị của tôi nữa? Đúng rồi ha. Nhưng mà cô sẽ có được người cô yêu. Cuộc sống toàn là những sự lựa chọn khó nhằn phải không cô bé? Mà chúng ta quên bàn đến một vấn đề rất là quan trọng nữa. Hình thức thanh toán như thế nào đây nè? Nhưng mà tôi không có nhiều. Ta không có đòi hỏi nhiều đâu. Thứ ta muốn từ cô đó chính là giọng nói. Giọng nói của tôi sao? Đúng vậy, cô sẽ không học được nói nữa. Nhưng mà nếu không có giọng nói thì làm sao tôi có thể... Cái con bé này, thân hình cô á, rất là đẹp, gương mặt xinh xắn nữa. Và đừng có đánh giá thấp cái tầm quan trọng của ngôn ngữ hình thể đó nha. Đàn ông trên kia đâu thích những chuyện phim vô vị. Theo họ, phụ nữ đất liền á, nó rất là thích. Nên là suy cho cùng như thế này, ở trên kia khác ở dưới này. Vậy nên cô đâu cần phải nói gì nhiều đâu nhỉ. Thôi nào, họ không có hứng thú với những cuộc trò chuyện đâu. Đàn ông đất liền á, thích những người phụ nữ biết giữ mồm, giữ miệng. Vậy nên mấy cô gái ấy mới giữ được trái tim đàn ông đó. Vậy thì ơi, nhân sắc của ta cho. Hãy nghĩ đi, nghĩ kỹ vào. Ta còn rất nhiều việc phải làm chứ không rảnh dành cái này cho cô. Mà đâu có đắt đâu. Chị dùng cái này thôi mà. Ơi, nhân sắc của ta cho. Hãy đến đâu, muốn bàn. Nếu mà cô thật sự muốn được vậy thì hãy mau trả phí đi nè. Bỏ thật sâu, hãy suy nghĩ đi, đừng để lâu. Các phòng yêu anh ta sắp làm được rồi. Giờ thì đã đến hồi kết. Hỡi cô bé tội nghiệp. Beluga sẽ vuga, hoa vào dòng biến đen của đại dương. Lần xưa xưa xa để nào hay trao cho ta nụ cười tuyệt vời ơi. Hát đi cô bé.
Nhưng mà thực tế nó khác xa với chuyện cô thích nhiều lắm. Nó không có màu hồng. Đây là đáy đại dương, là nơi mà có sức ép có thể đè chết bất kỳ sinh vật nào ở trên đất liền. Con bé này nó biến thành người rồi đúng không? Để coi từ đây nó bơi lên bờ bằng cách xin được cảm ơn.